ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và trong buổi tối ngày hôm nay bên em có 6 cây iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin chưa đụng ốc, hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128 GB màu gold. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng iPhone 12 Pro Max zin chưa đụng ốc chưa bung mở đến thời điểm hiện tại viên pin zin theo máy của cởi máy này thì còn ở mức 88 phần trăm chiếc máy này thì có mã số là 689 a và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 900 nghìn mọi người nhé mức giá bên em báo là giá chọn gói trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc tặng phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh ốp cường lực bảo hành 12 tháng và ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành về pin thay pin miễn phí 12 tháng bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền của nhé à, tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 128g về ngoại hình thì máy đẹp trên chín mọi người nhé cái máy này thì như mọi người thấy là nó có nhìn kỹ lắm thì nó có hơi lấm tấm ở viền những cái lấm tấm này thì đánh viên nó sẽ sẽ Đẹp mọi người nhé Về chất lượng thì máy là hàng Zin chưa đụng ốc Và viên pin Zin theo máy của cây máy này Thì còn ở mức 79% Một mức cũng hơi thấp một xíu Đối với dòng iPhone 12 Pro Max Hàng Zin chưa đụng ốc Đến thời điểm hiện tại Mọi người lưu ý là em so sánh với Hàng Zin nguyên bản Là thông số pin chuẩn mọi người nhé Chứ không so sánh với Uh, máy kích pin hoặc là máy đã thay pin sang cổ cáp uh, Hiện tại thì uh, mức pin trung bình của dòng 12 Pro bắc Thì nó rơi tầm độ khoảng uh, từ uh, 80 đến 85 79 thì cũng hơi thấp một chút Trước máy này thì uh, BNAM có tặng mọi người một viên pin mới Dung lượng cao hàng uh, chính hãng Origin Khi uh, thay pin thì BNAM có video mở máy lần đầu tiên Gửi cho mọi người chứng minh máy của BNAM Bán là hàng, uh, chuẩn chỉ là hàng zin chưa đục ốc nếu mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền mọi người nhé. Máy này thì có mã số là 258T và mức giá bên em để cho mọi người là 13 triệu 900 nghìn. À, tiếp theo là một cây iPhone 12 Pro, phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì cây máy này đẹp, rất là xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là hàng gìn chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cái máy này thì uh, còn ở mức 84 phần trăm một mức cũng uh, trung bình đối với dòng iPhone 12 Pro hàng zin chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại trước uh, chiếc máy này thì có mã số là uh, 697 a và mức giá bên em để cho mọi người là 15 triệu 500 000 mọi người nhé À, tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 64g về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81 phần chiếc máy này thì bên làm cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng origin chiếc máy này thì có mã số là 469R và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 200 nghìn mọi người nhé và tiếp theo là hai cây iPhone XS XS là dòng máy nhỏ mọi người nhé còn khi mà nói là XS Max có chữ Max thì sẽ là dòng máy to tại vì có khá là nhiều bác nhầm nên là em cũng phải nói rõ với mọi người cây máy này thì có màu đen phiên bản là quốc tế 64V ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc máy 99 của Việt Nam thì như mọi người thấy là hàng tuyển chọn rất là đẹp à, tuy là cùng máy 99 nhưng mà không phải là máy 99 của shop nào cũng đẹp như của shop nào đó mọi người nhé tại vì à, ví dụ như mọi người à, thấy một cô gái nào đó đẹp nhưng mà chưa chắc người khác đã thấy đẹp hoặc là có những cô gái không xinh nhưng mà có những người thì lại cho là rất là xinh và đánh giá phần trăm điện thoại cũng thế ví dụ như bên em đánh giá là 9798 nhưng có những shop thì bây giờ đánh giá lên 99 cơ thì những cái như thế thì sẽ làm tăng giá trị của điện thoại mặc dù là hàng 9798 thì nhập rẻ hơn cũng khá là nhiều Cây uh, máy này thì có viên pin Zin theo máy ở mức uh, 75%. Chiếc máy này thì bên em có tặng mọi người một viên pin mới dùng lượng cao. Uh, hàng người chính hãng Origin. Uh, máy có mã số là 586T và mức giá bên em để cho mọi người là uh, 5 triệu 900 nghìn mọi người nhé. Uh, và tiếp theo là một cây iPhone XS uh, phiên bản quốc tế 256 g uh, Ngoại hình thì uh, đấy, máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 80 phần trăm 80 phần trăm thì đối với dòng xs thì em thấy là cũng thuộc diện trung bình khá mọi người nhé tại vì dòng xs thì đã đời từ năm 2018 đến nay cũng 5 năm rồi thì pin zin theo máy thì đa số là ở mức bảy mấy cơ chứ còn 80 phần trăm thì cũng khá là ít với máy này thì bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin máy có mã số là 265G và mức giá bên em để cho mọi người là 6 triệu 3 là mức giá trọn gói mọi người nhé đến đây thì bên em xin kết thúc video để đặt mua máy mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé bm có hai cơ sở ở hà nội à, thứ nhất là ở số 40 võ thị sáu hà đông à, thứ hai là ở yên lộ cầm biên thạch thất hà nội ở website của bm là tuvanmobile mobile com à, với phương châm là hàng chọn giá thấp thì như mọi người thấy là số lượng máy của bm rất là ít nhưng mà tất cả thì đều là hàng tuyển chọn bên mà bao cho mọi người là gìn chưa vặn một con nào mọi người nhé mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tuvan mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé Đấy, ví dụ như để mà thay pin thì em phải mở máy mọi người nhé và sau khi mở máy thì em vẫn phải vặn ốc để em tháo quả pin ra để em thay pin Đấy, em bao chưa vặn ốc tức là chưa bung mở chưa động chạm gì vào bên trong những cái máy này thì mọi người sử dụng sẽ rất là chất lượng mọi người nhé Đấy, mọi người thấy Đấy, camera camera không có trong vắt mọi người nhé không có bụi không có bạc mọi người nhé màn hình thì sáng đẹp cảm ứng nhạy tốc độ xử lý còn chip nhanh và về độ bền thì nó rất là bền mọi người nhé những cái máy này thì mọi người cảm giác nó kiểu như một cái gì đấy nó có tính gắn kết vào thành một khối mọi người tại vì hãng đóng một con máy nó rất là chặt chẽ khi mà đánh rơi thì mọi người đánh rơi thì cái tỷ lệ uh, vỡ cái tỷ lệ lỗi rất là thấp mọi người nhá thấp hơn hàng uh, dựng rất là nhiều nói chung là những cái tầm uh, tác động như thế này không có vấn đề gì cả uh, còn uh, đối với những cây máy mà hàng mà đã vặn ốc ấy, thì thật sự là việt làm không chắc chắn được là máy còn nguyên bản của nhá, có thể là máy mở ra thấy sạch sẽ, Đấy. nhưng mà thật sự là có một số bộ phận khi mà thay thế thì người ta có thể xóa dấu vết và cái thứ hai là nếu mà mọi người mua phải hàng dựng ấy thì khi mà đánh rơi thì cái tỷ lệ vỡ tỷ lệ lỗi rất là cao. Chưa kể mọi người đánh rơi kể cả Uh, mọi người có thì dùng uh, nóng máy lên cái thì có thể là nó đã bị lỗi rồi. Đấy. còn uh, máy bên em thì mọi người dùng thì hoàn toàn yên tâm. Uh, đến đây thì uh, bên em xin kết thúc video. Đấy. nếu mọi người uh, uh, cần uh, mua những cây máy mà ở trong video hiện tại bên em không có thì mọi người có thể inbox vào hai số zalo. bên em uh, vừa đọc mọi người nhé. thì uh, khi mà chọn được máy em cảm thấy là phù hợp với những yêu cầu của mọi người thì em sẽ báo lại. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tu vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.